Có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng. Nghĩ thoáng đêm mai ra sao tụi mình cùng đều hài lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn, có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn. Trước mắt 20-30 chiều nào rồi tụi mình cùng về già. Ai rồi sẽ bay trước sau theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ lỡ âu xa xôi để làm gì. Ta yêu là yêu vậy thôi, không có khái niệm đúng và sai. Mấy đứa hay nói lời khó nghe, bên nhau ta bỏ ngoài tai. We're rolling overnight, không ai phải nghi ngờ ai. Không quan tâm bao nhiêu lần sai, chỉ cần em còn thương là anh vẫn ở lại. Đừng nói đến những thứ vốn quá lớn lao. Đâu ai chắc ngày mai hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau. Giữ tim không hoài nghi, bình yên trong ta sẽ đủ lâu. Cứ vô tư biết đâu ngày sau lại vui như tình đầu. Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng. Nghĩ thoáng đêm mai ra sao tụi mình cùng đều hài lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn, có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn. Chớp mắt 20-30 chiều nào rồi tụi mình cùng về già. Ai rồi sẽ vai trước sau theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì. Gặp nhau để hai từ bạn đời lại nở một nụ cười bất giác. Bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện lất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em. Nhiều người mất rap bởi vì ngày nói điều có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời. Chúng sống bên nhau sinh con để cái trăm năm thì đó có thể là chuyện tạm thời. Anh bắt đầu lo khi em bước tới và làm anh muốn rước về làm dẫu cả đời. Nhưng mà anh đúng hay anh sai trong chuyện đó thì chỉ tiên mà là thời gian mới biết câu trả lời. Em luôn rất yên bình, là sinh ra thích theo thua, không như tôi luôn vô giáp bên ngoài mà ai đã không muốn trêu đùa. Vậy là sao một người gầy và một người cao, một người quen buông lời cay đắng lái và vào ngay một người ngọt ngào. Thế rồi có thể đánh giá hai đứa rất khác nhau, nhưng như vậy không đúng, bởi vì tôi chỉ muốn được thấy em. Sau khi gặp không đúng, có những lúc tôi như một phát điên, em không hề than phiền, nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và trao tôi nụ cười ngoan hiền. Love this girl, can you see? That's why I love this girl. Can you see? Maybe you love your man. I can see that's we are meant to be, meant to be.